Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Sau khi nghe công bố tin mừng, xin chờ lãnh nhận phép lành của Đức Giám Mục. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ông Gia-cốp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se đã đón bà Maria về nhà mình như lời sứ thần nói, nghĩa là thực hiện lời sứ thần nói. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tôi vào miền Nam này thì mấy cha ở miền Nam nói thế này: nếu như lễ trọng mà không rước thì không phải lễ trọng của Bùi Chu. Bùi Chu lễ trọng là phải rước, mà rước là phải có kèn, có trống đàng hoàng thì mới là rước. Thế nên là hôm nay thì Quân Trạch thuộc giáo phận Thái Bình, mà Thái Bình lại là con của giáo phận Bùi Chu, nên lễ hôm nay lễ trọng có rước mà lại có ban kèn Sa Châu người Bùi Chu nữa. Đấy. Thế nên là chúng ta thấy có một mối liên hệ rất thân tình giữa Thái Bình và Bùi Chu, mối liên hệ trong đức tin và tình mến này rất đáng cho chúng ta khâm phục và tôn trọng. Nên xin có tràng pháo tay để cảm ơn và chúc mừng. Có một điều tôi thấy lạ nữa là cái thánh lễ hôm nay. Trong Kinh Thánh, nếu như quý cụ ông bà và anh chị em mà đọc kỹ ấy, thì người ta nói thế này: dân Do Thái tụ họp đám đông ấy thì người ta không tính đàn bà và trẻ con. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta, trong tất cả các cuộc nhóm họp, trong tất cả đám đông, thì đàn bà và trẻ con bao giờ cũng đông hơn là đàn ông. Trong tất cả các đám tụ họp thì đàn bà và trẻ em bao giờ cũng đông hơn đàn ông. Vậy mà hôm nay ở nhà thờ này, đàn ông đông gấp đôi gấp ba đàn bà và trẻ em cơ. Người ta nói trong nhà tù thì đàn ông đông hơn đàn bà, còn trong nhà thờ đàn bà và trẻ con đông hơn đàn ông. Vậy mà hôm nay ở đây đàn ông đông gấp đôi gấp ba đàn bà. Không có tràng pháo tay nữa để cảm ơn các ông. Tuyệt vời.
Nếu chúng ta thấy là nhà tù sẽ vơi đi nếu mà đông đàn ông đến nhà thờ, đúng không? Thế thì đấy là cái khởi đầu để chúng ta mừng lễ hôm nay. Mừng lễ hôm nay tôi đặt nền tảng của bài chia sẻ trên lời Chúa: khi tỉnh dậy, ông Giuse đã làm như sứ thần truyền. Nghĩa là ông đón bà Maria về nhà làm vợ mình. Thì tôi xin đặt nền tảng trên câu kinh thánh đó và đặt chủ đề Thánh Giuse con người được tín nhiệm. Thánh Giuse con người được tín nhiệm. Tôi xin chia sẻ ba điều. Thứ nhất, phải định nghĩa tín nhiệm là gì. Thứ hai, Thánh Giuse được tín nhiệm như thế nào. Và đến phần thứ ba, chúng ta phải làm gì để được tín nhiệm. Có ba điểm nha. Tín nhiệm là gì? Rồi, Thánh Giuse được tín nhiệm như thế nào? Rồi chúng ta muốn được tín nhiệm, chúng ta phải làm gì? Tín nhiệm như Thánh Giuse, chúng ta phải làm gì? Tín nghĩa là tin tưởng, nhiệm là nhiệm vụ. Tín nhiệm có nghĩa là giao tin tưởng, giao cho một người nào đó một nhiệm vụ quan trọng, tin tưởng tuyệt đối ở người đó. Ví dụ, Cộng đoàn Đồng Hương Quân Trạch tín nhiệm nên giao cho ông Giuse viết làm chủ tịch cái Hội Đồng Hương Quân Trạch tại miền Nam. Tín nhiệm giao cho nhiệm vụ. Hay là cha xứ Phêrô ở đây được Đức Tổng và Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn tín nhiệm giao cho trách nhiệm làm cha xứ của Thiên Ân với khoảng 15.000 giáo dân. Tín nhiệm là giao cho cái nhiệm vụ quan trọng. Đấy. Thế thì ở gia đình cũng vậy, người chồng tín nhiệm vợ nên trao cho bà vợ cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ kia. Còn bà vợ tín nhiệm ông chồng nên tất cả những gì ông nói, bà vợ đều tin tưởng và luôn luôn phó thác gia đình cho ông chồng mình chăm nom. Đó là tín nhiệm và nhiệm vụ. Còn tín nhiệm cái nữa, đó là tín nhiệm trong lời nói. Ông này nói là làm, ông này hứa là giữ lời hứa. Và tín nhiệm còn ở chỗ giữ bí mật. Ví dụ, người này tin tưởng người kia nói chuyện này bí mật lắm, tuyệt đối không được nói với ai, chỉ có tôi với ông hoặc tôi với bà biết thôi. Đó là tín nhiệm trong lời nói. Xong phần tín nhiệm là gì rồi nha. Hết câu hỏi thứ nhất, tín nhiệm là gì? Tín nhiệm là được tin tưởng trao cho nhiệm vụ nào đó. Tín nhiệm là được phó thác cho một cái điều gì đó. Tín nhiệm là nói cho điều bí mật nào đó mà tuyệt đối giữ bí mật, không nói với ai để giữ chữ tín. Rồi, vàng bạc nó cũng để chữ tín, nghĩa là không làm gian làm dối. Như vậy, tín nhiệm là một điều quan trọng trong cuộc sống. Vậy Thánh Giuse được tín nhiệm như thế nào? Dạ thưa, Thánh Giuse không chỉ được người đời tín nhiệm mà được Thiên Chúa tín nhiệm. Tín nhiệm giao cho nhiệm vụ là chăm sóc Đức Giêsu Kitô, nuôi dưỡng Đức Giêsu Kitô và bảo vệ Đức Mẹ Maria trong cuộc sống cũng như về cái sự tinh khiết của Ngài. Và nói đến sự tinh khiết của Đức Maria, chúng ta phải nhắc rằng hôm nay là 25 tháng 3, thánh lễ kỷ niệm Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria chịu thai con Thiên Chúa làm người. Nên hôm nay, trong thánh lễ hôm nay, trong kinh Tin Kính, đến câu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, thì xin toàn thể cộng đoàn chúng ta quỳ gối để kính nhớ mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Thánh Giuse được tín nhiệm, Thiên Chúa tín nhiệm vì giao cho ông Thánh Giuse cái nhiệm vụ cao trọng ấy chứ. Phải tín nhiệm mới trao chứ. Giữ Chúa Giêsu cơ mà, ngôi hai Thiên Chúa làm người cơ mà, con Thiên Chúa làm người lớn nhất quả đất này á. Vậy mà trao cho, trao vào tay ông Thánh Giuse
chăm nom từ lúc còn bé cho lúc lớn lên, chăm nom dưỡng dục, rồi bảo vệ khỏi bị tay vua Herode, rồi đặc biệt là bảo vệ Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh. Thánh Giuse được tín nhiệm là thế, nên phúc âm hôm nay ấy, nếu có bài phúc âm hôm nay ấy, mà phải xem dịch lại ấy, người ta sẽ dịch như này: nguồn gốc Đức Giêsu Kitô, bà Maria đã đính hôn với ông Giuse, nhưng hai ông bà khi hai ông bà chưa về chung sống với nhau thì bà Maria đã có thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà. Người ta muốn dịch lại cái chữ tố giác này, và nếu dịch tố giác thì ông Thánh Giuse không tin Đức Maria, không tin, ông nghi ngờ Đức Maria là bạn mình mang em bé là do cái gì đó không biết, nên là nghi ngờ và tố giác để mà làm rõ sự thật. Nhưng người ta dịch thế này: Giuse chồng bà là người công chính, không muốn bày tỏ, không muốn làm cho mọi người biết về chuyện này, nên định tâm bỏ bà cách kín đáo. Tại sao lại dịch như thế? Dạ thưa, là bởi vì Đức Maria và Thánh Giuse đã là vợ chồng, đính hôn với người Do Thái là vợ chồng. Vợ chồng thì không được giấu nhau cái chuyện gì. Thế nên tôi mới tưởng tượng ra thế này, không biết rằng các cha với quý cụ ông bà và anh chị em thầy phó tế có đồng ý với tôi không. Đức Maria sau khi đi thăm bà Thánh Elizabeth về, lúc đó là có em bé được khoảng 3 tháng. Có 3 tháng thì các chị biết rồi, bắt đầu đi lại nó khó khăn, bắt đầu phải đeo ba lô ngược, ăn cũng phải đeo ba lô ngược, ngủ cũng phải đeo ba lô ngược, đi lấy nước cũng phải đeo ba lô ngược, nó cũng nặng nề rồi. Thì Đức Maria mới nói đi thăm bà Elizabeth về đúng không? Về là phải chào bên bố mẹ chồng đúng không? Này các chị có về chào bố mẹ chồng không? Cái như đấy, cái lịch sự, cái nhân bản phải về chào chứ. Khi đi em đi em hỏi, khi về em chào cơ mà. Chào. Thấy Đức Maria đến chào ông Thánh Gioakim và bà Thánh Anna. À xin lỗi, đây là bố mẹ mình. Còn bố mẹ ông Thánh Giuse không biết tên là gì, nhưng đến chào, chào và nói: anh Giuse, tối nay sang em có điều bí mật muốn nói với anh. Giuse bảo không biết bí mật gì đây, đi làm chỉ mong đến tối thôi, chỉ mong đến chiều về thôi. Ê, đến chiều là chạy vội sang nhà Đức Mẹ. Đức Mẹ bảo: em nói chuyện này nhưng anh phải tuyệt đối giữ bí mật, chuyện rất quan trọng, anh phải bình tĩnh nghe, không được sốc và không được buồn, anh hứa không? Thế nhưng Giuse bảo: gớm, em buồn cười nhỉ, mình vợ chồng với nhau, tìm hiểu nhau mấy năm nay, thân nhau lắm rồi, em cứ phải rào trước đón sau là gì, em cứ nói có gì cái bí mật đi, bởi những anh phải bình tĩnh nhá. Đúng rồi, bình tĩnh. Thế em nói này, em có thai. Ôi, thai à? Có thai à? Rồi em đã bảo anh bình tĩnh chứ mà. Nhưng mà có thai, vợ chồng mình đã về với nhau đó. Vợ chồng mình là nam nữ thọ thọ bất thân, bắt tay nhau mình chưa dám bắt. Phương chi là cái chuyện ấy, bảo có thai, thai làm sao? Bảo bình tĩnh vào này để em nói, bình tĩnh em nói. Em có thai đó là bởi phép Chúa Thánh Thần. Ủa Thánh Thần là gì? Thánh Thần là cái gì? Ông Thánh Giuse làm gì mà hiểu Thánh Thần là gì? Bây giờ cứ hỏi trong nhà thờ này đi, Thánh Thần là gì á? Chưa chắc đã hiểu cơ. Ông Nicodemo là tiến sĩ Do Thái mà chưa hiểu Thánh Thần là gì. Dân thành Epheso, Thánh Phaolô đến hỏi: anh chị em đã chịu phép rửa mà đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần hay chưa? Họ nói: ngay việc có Chúa Thánh Thần hay không chúng tôi cũng chưa nghe nói. Phương chi Thánh Giuse hiểu Thánh Thần là gì? Đức Maria bảo: để em nói, em không hiểu đâu, ban đầu em không hiểu đâu, em đang cầu nguyện thì có một thiên thần hiện đến với em và nói là em sẽ kêu mang một người con trai. Là con em mới hỏi thiên thần việc đấy xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Nghĩa là
tôi với anh Giuse đã đính hôn nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Thiên thần mới giải thích với em, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Chúa Thánh Thần là quyền năng của Thiên Chúa. Thế là Giuse buồn lắm, lững thững ra đi, về buồn. Buồn chứ ai chả buồn, tôi nói thật đấy. Tâm lý mấy ông thanh niên này, tìm được cô vợ rồi, vừa đẹp, vừa xinh, con nhà thì cũng không phải khá giả, nhưng nề nếp đạo đức nhất làng, đẹp gái nhất làng, hoa khôi nhất làng, bây giờ mà phải bỏ thì làm sao mà. Buồn, không ăn, không ngủ. Bố mẹ bảo, này, Giuse, con làm sao đấy? Con không nói được. Buồn lắm, không ăn, không ngủ. Rồi tối, mệt quá, thế là thiếp đi. Thiếp đi là thiên thần mới hiện ra, mới nói cái chuyện chúng ta nghe bài phu hôm nay đó. Thế là ông Giuse khi nói thiên thần là Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Thế nào? À, đúng, em Maria nói đúng. Từ ngày xưa đến giờ mình hoàn toàn tin tưởng ở em, và em đã nói thật với mình, mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần, nghĩa là bởi quyền năng Thiên Chúa. Thế là Giuse tỉnh giấc, mới về nói bố mẹ. Bố mẹ, chuẩn bị ngay, chuẩn bị ngay, chuẩn bị gà, chuẩn bị lợn, chuẩn bị kiệu, chuẩn bị võng để đón em Maria về dinh. Thế là đón Đức Maria về làm bạn mình. Thế là Chúa trao phó hoàn toàn để Thánh Giuse đưa Chúa Giêsu Kitô vào trong dòng tộc David, như bài đọc 1 mà chúng ta nghe hôm nay. Đi là phải nghe bài đọc một hôm nay ấy, Samuel nói ấy, là đưa Chúa hứa với David là sẽ cho dòng dõi ông, đấng cứu thế sinh ra từ dòng dõi ông, thì nhờ Thánh Giuse mà Chúa Giêsu đã vào dòng dõi vua David như lời Chúa hứa với tổ phụ chúng ta. Đó, Thánh Giuse được tín nhiệm là như vậy. Còn chúng ta bây giờ làm sao được tín nhiệm? Nhà thưa, tín nhiệm là người kính sợ Chúa, sống công chính theo lời Chúa dạy. Sống công chính là không gian dối, không gian dảo, không gian tham, là sống công chính. Cố gắng người công giáo chúng ta noi gương Thánh Giuse, tín nhiệm để được, tức là sống công chính, kính sợ Thiên Chúa, không ăn gian, không nói dối, nhưng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Nhưng có điều buồn thế này, kể chuyện ra thì các bá, các ông, các đừng có buồn. Thế là có ba đứa trẻ, nó ngồi nó nói chuyện với nhau. Một mấy đứa nó chạy đâu mất rồi, mấy đứa ngồi đây nó chạy đâu mất rồi này. Hai, một bạn người Mỹ, một bạn người Nhật và một bạn người Việt Nam. Một bạn người Mỹ nó nói nè, ba tớ là nhất thế giới. Ba tớ nói là làm, nói cái gì là làm cái đấy. Hai anh kia bảo ừ, ba cậu cũng giỏi. Nhưng thằng em Nhật nó bảo không bằng ba tớ. Ba tớ không nói mà làm cơ. Ba tớ nhìn thấy cái micro này chẳng hạn, ba tớ không nói, ba tớ về ba tớ lặng lặng, ba tớ làm hàng nghìn cái như thế này, ba tớ bán, ba tớ không nói mà làm. Đấy, nhiều ông chồng không nói mà làm, cứ lặng lặng đi mua tặng vợ cái áo trùng hay là cái nọ cái kia, không tuyên bố trước. Ngày 8 tháng 3 đi mua hoa, không tuyên bố trước về tặng vợ, đó là không nói mà làm. Đấy, bé Việt Nam bảo bà các cậu thua ba tớ hết, tôi nói thật, thua ba tớ hết, ba tớ người Việt Nam, ba tớ nhất thế giới. Bảo ba cậu thế nào mà nhất thế giới? Bảo ba tớ là nói một đằng làm một nẻo. Thế là ba tớ nhất thế giới. Tôi xem ba tớ nói đằng làm một nẻo. Bảo đi ra ngoài kia chơi tí có khi đi đánh đề. Chết giờ. Đấy, tín nhiệm phải nói mà làm, không nói mà làm thì cũng được. Mà nói mà làm, mà không nói mà cứ lặng lặng đi làm điều tốt. Đó mới là người mà được tín nhiệm. Theo các bá, các bá tín nhiệm, cố gắng tín nhiệm cái lời nói nghe nhớ. Lời nói chớ phải giữ bí mật á. Bí mật, đặc biệt bí mật nhà chồng đúng không? Này nha, tôi tin tưởng cậu nha, thề đi nha. Chuyện này cực kỳ quan trọng nha. Tôi chỉ nói một mình cậu thôi. Thế là bà A, bà A nói bà B gặp bà C này. Chuyện cực kỳ quan trọng, thề đi, tội trọng đi nhá. Phải nói thề với tớ, tớ chỉ nói một mình cậu thôi. Bà C gặp bà D, này, chuyện quan trọng lắm, nó thật là có cậu tớ mới nói, thân nhất với tớ, tớ nói đấy. Chứ người khác tớ không nói đâu, thề đi, chuyện này quan trọng lắm, nói. Thế là bà C chuyển bà D, 15 phút sau cả làng biết hết.
Đấy, bí mật. Thánh Giuse bí mật không nói. Thánh Giuse tín nhiệm, để tín nhiệm bí mật không nói. Chúng ta cố gắng trở nên những con người sống tín nhiệm. Tín nhiệm trong lời nói, trong nhiệm vụ, trong hành động của mình. Và đặc biệt chúng ta được Thiên Chúa tín nhiệm. Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa tín nhiệm giao cho các nhiệm vụ ở trần gian này. Kèn có nhiệm vụ của kèn, ban ca có nhiệm vụ ban ca, chồng có nhiệm vụ của chồng, vợ có nhiệm vụ của vợ, con cái có nhiệm vụ của mình. Tất cả chúng ta hãy đáp lại sự tín nhiệm của Thiên Chúa bằng cách kính sợ Ngài, sống đức tin, sống tình mến, để cuộc đời chúng ta nên giống thánh cả Giuse, nên giống tổ phụ Abraham, đặc biệt nên giống Đức Mẹ Maria, và nên giống Chúa Giêsu Kitô, là những con người được Thiên Chúa tín nhiệm và được người đời tin tưởng. Xin mời cộng đoàn đứng tuyên xưng đức tin.